Hello, qua còn thức hay không? Mình trở lại nói chuyện với các bạn nha. Chưa có thấy ai hết. Hello. Ok, mình vẫn tiếp tục nói. Những bạn nào đã ngủ rồi thì coi lại sao ha. Thì như các bạn đã biết mà mấy ngày trước, mà tuần trước thì mình đã từng lên tiếng kêu gọi quân đội, công an, mọi người phải hướng về phía người dân, bảo vệ dân, bảo vệ đất nước, bởi vì đất nước chúng ta không còn thời gian nữa. Đất nước chúng ta hiện tại đang rất là lâm nguy trong một cái thời gian mà giặc Trung Quốc đang đánh chiếm nước Việt Nam chúng ta ngày hôm nay. Nó đem rất là nhiều cái nhà máy vô chiếm nước Việt Nam, và nó đem cả lính quân đội của Trung Quốc đánh chiếm nước Việt Nam đó. Nước chúng ta hiện tại rất là lâm nguy, là mình đã lên tiếng kêu gọi những quân đội, những công an hãy quay về với người dân. Thì sau những cái lời kêu gọi đó thì hôm nay mình nhận được một cái tin từ Tân Hiến Pháp đã gửi một vài lời nhắn tới công an, quân đội và các đảng viên ở Cộng sản Việt Nam. Thì mình sẽ đọc ra cái lá thư này gửi vài lời với công an, quân đội và đảng viên cộng sản. Và Tân Hiến Pháp đã có một cái website mới, và họ đã mới update được cái website mới. Thì mình đã post cái link của cái website đó trên cái video này luôn rồi. Trong cái website đó đã có Hiến Pháp 7 và họ đã post lên hết rồi. Thì mọi người chúng ta phải lên coi thử coi cái Hiến Pháp đó như thế nào ha. Nếu mà sau này các bạn có thắc mắc gì đó, mình chỉ là người đưa tin, mình nhận được tin từ Tân Hiến Pháp gửi tới nhờ mình đọc cái lá thư này ra. Thì mình chỉ là người đọc thôi, mình không có phải trong nhóm nào hết, không có phải trong một cái đoàn nào hết ha. Vài lời tới công an, quân đội và đảng viên Cộng sản Việt Nam. Các ông bà đều biết ba vấn đề trọng điểm hiện nay là: một, khủng hoảng đấu đá trong nội bộ đảng; hai, Trung Cộng bành trướng trên lãnh thổ Việt Nam; ba, kinh tế Việt Nam sụp đổ thật sự. Chúng tôi cũng biết các ông bà cũng đang khó khăn, đau khổ với đất nước và tài sản của mình, nên đây là cơ hội để chúng tôi có vài lời với đảng viên, công an, bộ đội. Hiện tại, Đảng Cộng sản đang ở trong giai đoạn hấp hối. Các cuộc thanh trừng, đấu đá, triệt hạ lẫn nhau diễn ra rất quy mô, mức độ và tần suất càng ngày càng lớn. Các ông bà có thể là nạn nhân hoặc thủ phạm trong các vụ này, nên sẽ biết được mọi chuyện của đảng trở nên mất kiểm soát và tan rã. Lúc này ai cũng vì bản thân và gia đình mình và cố gắng hốt cứu chót vì tâm lý muốn an toàn. Lỡ có biến động thì cũng có hốt được một mớ tiền trong tay trước rồi mới đi. Tình hình này sẽ càng ngày càng nhiều thêm chứ không thể ít hơn đi ít đi được, vì số người vào đảng theo đảng ngày càng đông, trong khi các miếng ăn béo bở thì càng ngày càng ít. Các ông bà phải chuẩn bị sẵn sàng tài sản và đường lùi cho mình ngay lúc này, phòng khi phe phái nào đó sẽ thanh trừng các ông bà. Một khi đã có thanh trừng là họ sẽ có đủ lý do gài cho tội rất nặng, cái này ông bà nào cũng đã biết rõ rồi. Lúc được thế thì bao nhiêu người sẽ đi xu nịnh mình, nhưng lúc thất thế thì sẽ chết tức tưởi như Dương Chí Dũng, Phạm Quý Ngọ, vân vân. Nhìn ra ngoài đảng thì Trung Cộng đang gấp rút bành trướng trên lãnh thổ Việt Nam. Họ xây đủ thứ khu công nghiệp, bán đủ thứ hàng hóa độc hại tại Việt Nam. Mục đích là muốn đầu độc 95 triệu dân Việt Nam, bao gồm các ông bà, sau đó là di dân để chiếm đất. Các ông bà dù ngày nào cũng an toàn đồ nhập, với chai nước uống cũng nhập, nhưng còn chuyện tắm rửa, hít thở không khí, tiếp xúc với môi trường thì làm sao tránh khỏi việc phải bị nhiễm các chất độc, kịch độc của Trung Cộng. Rồi sau khi Trung Cộng chiếm được Việt Nam thì họ sẽ thanh trừng các ông bà trước, vì họ quá hiểu là các ông bà mới chính là nguy cơ lớn nhất cho sự xâm lược của Trung Cộng. Cả ba phe, đảng, công an và quân đội đều là đối tượng bị tiêu diệt đầu tiên. Trung Cộng chỉ cần giết hoặc bỏ tù các ông bà thì họ đâu còn sợ gì mà không chiếm được Việt Nam vĩnh viễn. Và khi đã giết được hoặc bỏ tù xong thì Trung Cộng sẽ bị thì Trung vì Trung Cộng sợ bị trả thù và tâm lý của họ thích nhổ cỏ tận gốc. Lúc đó ông bà có bao nhiêu tài sản, ngân hàng, bao nhiêu căn nhà cũng vô ích vì không còn ý nghĩa gì nữa.
Chúng tôi không ở Việt Nam, nên Trung Cộng có xâm lược thì cũng không có hại gì cho chúng tôi cả. Đợi mình chút xíu nha. Xin lỗi. Chúng tôi không ở Việt Nam, nên Trung Cộng có xâm lược thì cũng không làm hại gì được chúng tôi cả. Nhưng các ông bà mới là người thiệt hại lớn nhất vì có quá nhiều thứ để mất. Tài sản của ông bà gấp 10 lần, trăm lần, ngàn lần. Người bình thường nếu mất sạch thì có đau khổ không? Rồi mất sạch quyền lực xuống làm một người tầm thường thì có đau khổ không? Nhìn vào kinh tế, ông bà nào cũng biết kinh tế Việt Nam đang trên bờ sụp đổ. Khỏi cần nói cao siêu, chỉ cần nhìn vào thu nhập thì chi tiêu các ông bà cũng đã biết. Thu nhập thì tháng trước, tháng sau ít hơn tháng trước, dù đã moi móc ra từ các cả nguồn, nhưng chi tiêu thì tháng sau luôn cao hơn tháng trước vì phải chi tiêu nhiều tiền hơn cho cấp trên, chi nhiều tiền hơn cho các mối quan hệ, mối làm ăn và chi phí sinh hoạt. Thu nhập ít hơn chi phí thì càng ngày càng lỗ nặng, rồi các ông bà sẽ phải bỏ tiền túi ra để bù vô hoặc chịu mất chức, đi tù. Ngân sách của đảng đã cạn kiệt, chẳng làm ra gì để thu vô, trong khi phải nuôi càng nhiều đảng viên, công viên nhân chức. Hiện tại, kinh tế còn duy trì được là do in tiền với số lượng cực lớn để bơm vào nền kinh tế và ngân sách. Ông bà cứ nhìn vào tiền lương của mình, tiền thu được mỗi tháng, tiền rút từ ngân hàng, thì có phải tờ tiền mới tinh không? Có cùng một dãy số đuôi từ 0 tới 9 phải không? Chứng tỏ là tiền mới in ra đó thôi. Nếu ngân sách còn tiền thì đâu cần in mới làm gì? Nếu để ý kỹ hơn trong đống tiền của mình thì ông bà sẽ thấy có nhiều tờ tiền cùng số series. Đó không hẳn là tiền giả đâu, mà là đảng cố ý in tiền cùng số series vì đã hết số series mới rồi, phải dùng số cũ để in lại tiền mới. Một khi hết còn in tiền được, do tiền quá mất giá, hết ngoại tệ để in mới thì nền kinh tế sẽ sụp đổ ngay lập tức. Sắp tới sẽ có đổi tiền thì kinh tế sập chánh thức, trở về thời bao cấp. Lúc này thì chỉ có chữ vàng và USD là bảo đảm an toàn cho tiền bạc của các ông bà thôi. Trong hai đợt đàn áp vừa rồi ở Nghệ An và tưởng niệm chiến tranh biên giới, những người dân đi kiện Formosa và đi tưởng niệm cũng bị đánh đập đàn áp. Các ông bà đã ra lệnh hoặc thực hiện việc đàn áp người dân không có vũ khí, không có ý định dùng vũ lực. Đây là hoàn toàn sai lầm, vì họ đang bảo vệ cho lợi ích của chính các ông bà và gia đình các ông bà. Họ đang bảo vệ môi trường để mọi người đều được hưởng môi trường sạch sẽ, an toàn. Mặc dù người bị đánh sẽ tha thứ cho các ông bà, nhưng con cháu, cha mẹ, anh chị hay bạn bè các ông bà có chịu tha thứ không? Họ sẽ nghĩ ra sao về các ông bà? Các ông bà nghe tới đây sẽ thở dài, sẽ nghĩ trong đầu là vậy thì làm được gì? Chịu thôi, tôi chỉ là làm theo lệnh. Thì thật sự là bế tắc như vậy, chúng tôi mà ở vị trí các ông bà cũng bị kẹt cứng, không làm gì được. Nhưng sắp có đạo chánh trong đảng, công an và quân đội để phá giải thế bế tắc. Không phải họ tốt lành hay thương dân mà đạo chánh, họ làm cũng vì bản thân họ thôi. Đây là cơ hội để các ông bà tự cứu lấy mình và tài sản. Các ông bà phải ủng hộ phe cách mạng hoặc làm ngơ cho cách mạng thành công. Có như vậy thì mới không còn lo sợ bị thanh trừng, không còn lo sợ Trung Cộng xử tội, không còn lo sợ suy sụp kinh tế. Chính phủ mới sẽ không tịch thu tài sản, không chi tố tội trạng, không trả thù hay bỏ tù ông bà và những người đã giúp đỡ cách mạng thành công. Các ông bà được tự do đem tất cả tài sản đi bất cứ nước nào. Chính phủ mới sẽ không làm khó dễ. Những người ở lại sẽ được giữ lại tất cả tài sản của họ. Những cơ sở làm ăn của các ông bà vẫn được tiếp tục kinh doanh trong môi trường cạnh tranh quốc tế và luật quốc tế. Chúng tôi làm cách mạng vì người dân, vì quốc gia, chứ không vì trả thù, càng không vì tịch thu tài sản của các ông bà. Chúng tôi mới là những người tới để cứu các ông bà ra khỏi khó khăn, chứ không phải là những tay đao phủ để tàn sát.
Hai điều mà các ông bà có thể làm được bây giờ. Một, đã thông tư tưởng là cách mạng dân chủ là vì người dân, không vì trả thù cộng sản. Không người đảng viên, công an, bộ đội nào bị mất tài sản và an toàn tính mạng. Hai, đợi chờ cơ hội là giúp đỡ cách mạng bằng mọi cách có thể. Lúc này cứ làm việc bình thường. Nên nhớ là đàn anh Trung Cộng mà ông bà nghe theo rất là trá trở. Họ có thể hứa nhưng không bao giờ giữ lời. Ông Tập Cận Bình từng là phụ tá của ông Giang Trạch Dân, nhưng khi nắm quyền rồi lại bắt giam ông Giang và tất cả phe cánh của ông này. Với cấp cao nhất mà họ còn phản bội, đối xử tệ hại như vậy, thì với các nhỏ xíu của các ông bà trong Đảng Cộng sản Việt Nam, chắc chắn Trung Cộng sẽ nuốt lời, sẽ thanh trừng các ông bà sau khi đã hết còn giá trị lợi dụng. Nhưng Tân Hiến Pháp chắc chắn không làm như vậy. Chúng tôi sẽ để ông bà an toàn với tất cả tài sản. Khi cách mạng thành công, điều này đã được ghi vào trong Hiến Pháp 7, nên không thể nuốt lời như các lời hứa miệng mà không có giấy tờ vô giá trị mà Cộng sản đưa cho các ông bà ký tên. Tân Hiến Pháp ngày 19 tháng 2, 2017. Thì đó là lá thư mà mình mới nhận được và đã yêu cầu mình gửi lời tới, đọc ra để gửi lời tới những công an, quân đội và những đảng viên trong Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay. Vì sắp tới đây sẽ có cuộc cách mạng trong Đảng Cộng sản và hiện tại bây giờ đã có rất là nhiều những cái tướng trong quân đội và tướng trong công an đã sẵn sàng đứng lên cùng người dân để làm một cuộc cách mạng mới. Thì chúng ta phải tiếp tục theo dõi, là như là mình đã nói, mình không có biết gì trong những cái Tân Hiến Pháp nào hết, mình chỉ là người nhận được tin và đưa tin ra cho mọi người. Và mình đã post lên một cái link của cái website của Tân Hiến Pháp rồi, thì trong cái link đó nó có Hiến Pháp 7, là nếu mà sau khi cuộc cách mạng mới thì có chính phủ mới, thì chính phủ mới phải đi theo cái hiến pháp này và làm như thế nào để có cuộc sống mới cho người dân. Thì đó là lời nhắn gửi tới mọi người, quân đội, công an và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay ở trong nước. Sẵn đây thì mình mới có lời nhắn tới mấy ngày trước, thì mình nói là đi biểu tình ngày 5 tháng 3 sắp tới này, thì chúng ta phải làm gì để dán những tấm những cái cờ Trung Cộng, cờ của hình của Mao Trạch Đông vô cái quần đó. Thì có một bạn đã nhờ mình nhắn ra lại là mình quên nói một câu, là sau khi cuộc biểu tình thì mọi người phải lập tức gỡ những cái hình đó ra hết rồi đi về, để không có ai mà bị bắt bớ hay là bị đánh đập giữa đường khi mà công an, quân đội với lại tình báo Hà Nam nó thấy được mình đeo những cái hình đó trong người đó, thì nó sẽ bắt đánh đập mình riêng. Thành ra sau khi cuộc biểu tình, toàn bộ người dân phải lập tức gỡ những cái hình đó ra hết. Và chúng ta có nhiều người lên tiếng là cầm theo dây để cột những cái tên công an, những cái tên mà tình báo Hà Nam đã đánh đập người dân của mình đó. Thì nhiều người lên tiếng là cầm theo dây như vậy sẽ rất là bất tiện. Chúng ta không cần phải cầm theo dây đâu, mà cầm theo cái băng keo á, đất thép, cái băng keo á. Khi mà mình bắt được nó rồi thì mình dùng cái băng keo dán cột tay nó lại bằng băng keo, thì sẽ chắc chắn là không có, mà mình không có đem theo nhiều thứ để mình cho nó nặng nữa. Thì có rất là nhiều ý kiến gửi vô lắm. Rồi nói là nếu mà chống phá được cái cuộc biểu tình đó thì chúng ta phải làm như thế nào. Thì có nhiều bạn đã nói là nên giống như là một cái nhóm nhỏ của mình thì phải ra hiệu cho cái nhóm của mình, chẳng hạn như là đeo những cái miếng vải nào đó trong một cái nhóm nhỏ, rồi những cái nhóm nhỏ đó tụ lại với nhau, rồi mình tản nó ra trước, rồi mình hẹn tới khúc nào đó, rồi những cái nhóm nhập lại với nhau, thì mình sẽ có một cái nhóm rất là lớn cùng nhau đứng lên, toàn quân, toàn dân, toàn quốc phải cùng nhau đứng lên. Đây là một cơ hội sống còn đó. Nhưng mà theo cái bài viết này á, với lại mình nói chuyện với cái người gửi tới á, thì họ đã nói là như thế này, là toàn dân, toàn quốc đừng có sợ nữa. Quân đội đã có công an, có một cái nhóm quân đội, nhóm công an đã sẵn sàng cùng người dân rồi. Chỉ cần người dân đứng lên mà tụi Trung Quốc mà nó ra lệnh đàn áp người dân, là họ sẽ quay ngược lại bảo vệ người dân và đánh trả lại với tụi Trung Quốc. Vì họ cũng là người Việt Nam, cùng một dòng máu Việt Nam, và họ, những cái gia đình, những cái
con cháu của họ cũng còn sống trong đất nước Việt Nam thì họ nhất định sẽ quay lại bảo vệ người Việt Nam. Thì chúng ta không có nên sợ, chúng ta đất nước của chúng ta dù sợ hay là không sợ, chúng ta cũng phải bảo vệ cái dân tộc của mình, cũng phải bảo vệ cái gia đình của mình và cái đất nước của mình. Một khi đất nước mất thì con người của mình cũng sẽ không còn. Chúng ta đừng có sợ nữa, cứ tiếp tục đứng lên, mọi người ở hải ngoại sẽ cùng nhau tiếp sức cho mọi đồng bào ở trong nước. Và có một em đã nhắn ra nói là cái ý kiến này rất là hay, là nếu mà cái ngày 5 tháng 3 biểu tình ở trong nước đó, thì xin đồng bào hải ngoại ở khắp nơi trên toàn thế giới hãy cùng nhau lên tiếng với đồng bào trong nước, là chúng ta phải cùng nhau biểu tình trước những cái tòa đại sứ Việt Trung Cộng với lại Việt Cộng, thành ra phải cùng nhau làm một cái cuộc cách mạng rất là mạnh để ủng hộ đồng bào trong nước nữa. Thành ra những cái người ở hải ngoại hãy cùng nhau đứng lên cùng đồng bào chúng ta vào ngày 5 tháng 3 nếu mà có cuộc đứng lên trong nước. Đồng thời đừng có quên mời rất là nhiều nhà báo nước ngoài. Sẵn đây thì mình cũng sực nhớ tới là những cái bạn trẻ, những ai mà nói khá tiếng tiếng Anh, những cái tiếng nước ngoài á, ai mà khá đó nên soạn ra một cho mình một cái bài bài nói chuyện đi. Nếu mà mình thấy trước cái camera mà của những cái nhà báo nước ngoài á thì mình phải lại nói với người ta là mình muốn có cuộc phỏng vấn với họ để cho họ đặt câu hỏi với mình để mình trả lời lại. Thì mong là các bạn trẻ trong nước hãy cho mình ra một cái bài viết rất là nhỏ đi để mà tập dượt vô trước khi mà gặp những nhà báo đó, không cần họ tới hỏi mình đâu, mà mình là người tự nguyện trước tới trước cái camera của họ mà nói là cho họ biết là chuyện gì đang xảy ra trong nước của mình, thì để cho họ phát ra ngoài. Thì những cái nhà, những cái người mà đàn áp dân của mình đó, họ không có dám đụng tới những cái nhà báo nước ngoài. Thành ra chúng ta phải tự mình phải bước tới giới thiệu mình là nước của mình đang bị cái gì, mình đang đứng lên đòi hỏi cái gì, thì mình là người tới đó để mà nói cho người ta biết, thì không có cần phải đợi người ta nói cho mình biết. Thì nên các bạn nên chuẩn bị tinh thần cho những cái cuộc đứng lên, những cuộc cách mạng sau này. Đất nước chúng ta không còn thời gian nữa, đất nước chúng ta đang rất là lâm nguy đó. Thành ra xin mọi người đừng có thờ ơ với đất nước nữa, mặc dù là rất là đau lòng khi mà mọi người ngày hôm nay rất là còn nhiều người thờ ơ với đất nước, nhưng mà chúng ta đừng có thờ ơ nữa. Một người lan ra thì 10 người nghe, 10 người lan ra thì 100 người nghe, thì chúng ta cứ tiếp tục lan ra đi, cho mọi người chúng ta cùng gom tay lại, góp sức lại để mà đứng lên giành lại đất nước. Mình không thể nào làm nô lệ được, con cháu chúng ta là những người vô tội, chúng ta không có nên để cho con cháu đời sau chúng ta phải bị ảnh hưởng một cách rất là trầm trọng như vậy. Anh Hà Tướng Bạc có nói là anh có thông báo Đài Đức GDF và VOX Đức sẽ có mặt. Thì những cái anh chị em nào biết nói những cái tiếng nước ngoài, bất cứ cái tiếng ngôn ngữ nào, nhất là tiếng Anh, tiếng Pháp là những hai cái ngôn ngữ là phổ biến nhất và mọi người sẽ nghe nhiều nhất đó, thì các anh, các bạn, các chị thì nên cho mình một cái bài văn đi, để mà khi mà mình gặp người nước ngoài, nhà báo nước ngoài á, thì mình lập tức đứng trước cái camera của họ và yêu cầu họ là mình muốn nói chuyện, thì họ sẽ không có nói là không có cho mình đâu, họ nhất định sẽ cho mình nói đó. Thì mình, đây là cái cách là mình truyền tải ra ở bên ngoài biết là đất nước của mình đang bị kìm kẹp bởi tụi Trung Cộng với là tụi Việt Cộng như thế nào, và nó tàn phá cái môi trường mình như thế nào. Thì mình đã đi tìm đòi lại cái con đường sống, mà bị trong nước đó, nó ém hết tất cả mọi thứ. Ở nước ngoài người ta chưa có biết cái gì hết trơn á, thành ra chúng ta phải lên tiếng, mà lên tiếng thật là mạnh mẽ và có một cái giống như là một cái tổ chức thật là rõ ràng và chặt chẽ lại để cho mình có cơ hội đứng lên vậy. Mà mình nghĩ là một ngày chủ nhật sẽ không đủ đâu, chúng ta nên kéo dài mỗi ngày đi, bảo đảm 1 cho tới 3 tháng là mình sẽ thành công. Nếu mà chỉ một ngày chủ nhật rồi chúng ta tản ra đi về, tại sao mình không nói là 10.000 người, 20.000 người ngày hôm nay, rồi cái đợt đó nghỉ mệt, rồi cái tiếp tục mình cứ làm cái đợt sóng này lên, tức đợt sóng kế cứ tiếp tục lan tràn ra như vậy trong vòng 1 tháng cho tới 3 tháng đi, xem mình sẽ thành công đòi lại cái cuộc sống mới của mình đó. Thành ra mọi người, mong mọi người đừng có mà thờ ơ với đất nước nữa. Rồi có nhiều bạn trẻ nhắn vô nói nữa là mặc dù đi biểu tình ôn hòa nhưng chúng ta phải tự bảo vệ cho chính mình, đừng có đưa mặt hay đưa lưng hay là đưa đồ ra cho người ta, công an quân đội nó đánh như vậy. Mà đợt này là có tình báo Hoa Nam trà trộn vô cái đoàn biểu tình, mà tình báo Hoa Nam của tụi Trung Cộng nó sẽ đánh người dân của mình, mà nó đánh nó không có nương tay đâu. Thành ra mọi người chúng ta phải biết tự vệ, phải biết đánh trả lại khi mà
chúng nói ra ta đàn áp mình như vậy á. Hồi nãy mình có đọc cái lời comment á, một người ngã xuống triệu người đứng lên, thì mong là cái tinh thần, cái lòng yêu dân tộc, cái lòng tự ái dân tộc vì tình thân yêu của đất nước và con cháu chúng ta thì chúng ta phải nên bảo vệ với nhau. Một người bị đánh 10 người nhào vô, chúng ta phải đánh lại cái người mà nó đánh dân của mình, đánh người anh em của mình, đánh người hàng xóm của mình kế bên, thì chúng ta phải binh vực lại với nhau. Dân tộc của mình không có hèn, không có nhát nữa, chúng ta phải đứng lên giành lại đất nước. Anh em chúng ta nhớ đem theo gas tắm lửa cho mấy thằng chó dư luận viên, bọn ra lệnh đàn áp dân kỳ này sẽ bị cô lập ngay sau đó, tùy cho mọi người trong nước xử. Thì chúng ta không có nên tiếp tay cho cái bọn mà bán nước, cướp nước chúng ta nữa, mà chúng ta phải nên giành lại cuộc sống của chúng ta, giành lại cuộc sống của dân tộc. Có nhiều người nói là không có nhận được cái signal là khi mà mình livestream nữa hả? Thì mấy ngày hôm qua, mấy bữa nay là có nhiều tin nhắn gửi vô lắm, là không có thấy cái video của mình, hay là không có thấy những cái status mà mình post lên, hoặc là mình đã post lên một cái status là hai cái lá thơ của Nguyễn Tâm Chiến với lại của nghị sĩ người Mỹ đó, mình post lên hai lá thơ đó, thì có nhiều bạn đã share hai cái lá thơ đó về, nhưng mà khi mà nằm ở trên cái Facebook của mấy người đó thì lại không có vô được, cái Facebook bị block đi. Mà khi mà chỉ cho public thì không ai thấy hết, nhưng mà chỉ có một người đó thấy á, thì cái hai lá thơ nó mới được thấy, còn ngoài ra là public là không có thấy được. Thì mình biết là có một cái công ty nào đó đã lấy danh nghĩa là dùng những cái video clip của những cái người lên tiếng, nói là họ có bản quyền, là không có cho người khác đăng lên, nhưng mà thật ra cái đó là không phải là sự thật. Mình bên đây không có cho ai có bản quyền hết, tất cả mọi người, tất cả anh chị em nào muốn dùng cái video của mình đăng lên YouTube, bất cứ cái channel nào ở trên YouTube đều được hết. Nhưng mà cái company đó, cái company Pops á, đã không có cho, đã nói với lại YouTube là họ là người ký bản quyền, nhưng mà thật ra không ai ký bản quyền hết đó. Đó là một cái sự dựng lên của một cái nhóm nào đó đã nghe những cái lời lên tiếng của những cái người nước ngoài đó. Họ không có đánh trả lại được, thì họ chỉ dùng những cách hèn hạ nhất đó, là chặn những cái video lại, những cái tin tức lại từ bên ngoài gửi về cho những các bạn ở trong nước, thì họ đã chặn lại như vậy. Thiên Mai nói là nên dùng luôn cả ớt bột nữa hả? Ớt bột rủi ro mà ai ấy, thì mình cứ thảy ớt bột ra phải không? Thì bất cứ cái gì mà mình có thể tự bảo vệ mình được, mình không thể nào đứng yên cho mọi người đánh mình. Có nhiều bạn cũng có ra ý kiến nữa là đeo cái pack á, cái ba lô á, rồi mình để những cái thứ ở trong đó, thì khi mà nó đánh trên cái lưng của mình á, thì mình có thể cái ba lô đó, cái pack đó có thể cản được cái sức mạnh mà người ta đánh, thì cái xương của mình nó cũng không có bị ảnh hưởng nhiều nhiều lắm. Thì có nhiều nhiều người bạn lắm rất là lo cho đồng bào ở trong nước đã lên tiếng là kêu góp ý kiến vô, nhưng mà ý kiến thì mọi người mình nghĩ trong nước là ai cũng biết rồi, bị bao nhiêu cuộc đứng lên của đồng bào ở trong nước đều bị đàn áp. Thì người ta càng đàn áp mình thì có nghĩa là người ta càng ép mình phải suy nghĩ ra cách nào để bảo vệ mình. Thì mình đừng có thờ ơ khi mà người ta đánh mình nữa. Đã một người bị đánh 10 người nhào vô thì bảo đảm nó không có đánh lại đâu, nó không có làm được gì mình đâu. Đừng có đứng đó mà thờ ơ mà ngó cái người bạn của mình, hoặc là cái người hàng xóm của mình, cái người đi cạnh mình bị đánh mà mình vẫn đứng đó. Một người bị đánh 10 người đứng lên đi thì chúng ta sẽ thành công, mà một ngày sẽ không thành công đâu, phải kéo dài ra hơn thì chúng ta mới thành công. Có người có ý kiến là mỗi cái video nên để cái chữ là video hoàn toàn miễn phí bằng tiếng Anh hả? Ok, cái đó cũng là ý hay. Một hồi nữa mình sẽ ghi cái status lên là những cái video của mình là allow for everybody, phải không? Không có contract với người nào hết. Allow for everybody. Anh Hàng Tướng Mạnh nói là công ty Bobs đó ở Sài Gòn hả? Anh cũng bị nó làm hả? Thì những cái video của mình ở trên YouTube là hoàn toàn không còn nữa. Mà cái người anh đó, người anh này ở bên Úc, anh ấy đã share lại, giữ lại hết những cái video của các bạn làm video á, mà anh giữ lại bao lâu nay, mà công sức anh làm bao nhiêu năm bị mất hết, không còn cái gì hết.
không có còn cái gì hết, là mọi người đã bị cái công ty này nó hợp tác với lại YouTube làm sao thì mình không có biết, nhưng mà những cái video đều mất hết, thành ra các bạn không có thấy được những cái video đó nữa. Bảo mọi người đi biểu tình mua bộ đồ quân đội mà mặc hả? Cho nó không biết đâu, bộ mua như vậy mắc tiền lắm, mà dân của mình không có tiền để mua bộ đồ quân đội mặc đâu. Với lại mình là người dân bình thường đi biểu tình đâu mà nó phải là lính đâu. Có người nói là nhớ lấy băng keo bịt cái miệng của cái bọn cộng sản lại, không có cho nó la làng lên hả, để cho nó kêu người tới cứu viện đó, phải không? Thấy bây giờ chỉ còn là kỳ vọng vào cuộc biểu tình là do cha Lý kêu gọi vào ngày 5 tháng 3 thôi hả? Hy vọng là cuộc biểu tình xảy ra được thành công và mọi người chúng ta có một cái sự đứng lên đòi hỏi lại cuộc sống của mình, thì mình cũng hy vọng vậy thôi. Có nhiều người ra ý kiến lắm là phải đốt cây xăng, đốt này đốt nọ, nhưng mà nên nhớ đi, chúng ta những cái người nào mà xuống dưới đường á, mà muốn cho tụi công an nó không có đàn áp người dân của mình cùng một lượt á, thì có nhiều người ra ý kiến như vậy. Một số anh chị em ở cũng đứng lại dưới đường, nhưng mà phải chia ra một nhóm anh chị em phải đi phá những cái đồn công an, thì á, công an là quân đội, nó sẽ chia ra làm hai, một nhóm là nó sẽ đi giữ những cái đồn công an và một nhóm nó sẽ đàn áp cuộc biểu tình. Trên thế giới này mình chưa bao giờ nghe được cái từ á, là dân đi biểu tình ôn hòa đòi lại cuộc sống, phản đối giặc vô tới nhà mà bị chính công an quân đội người Việt Nam của mình đánh đập mình chưa bao giờ nghe cái một cái chuyện rất là vô lý như thế này. Thành ra mọi người chúng ta phải cố gắng bảo vệ mọi người thân của mình, bạn bè của mình xung quanh, đừng có thờ ơ với nhau nữa. Đây là cuộc sống còn của dân tộc, nước Việt Nam không còn cơ hội nữa. Chúng ta cùng là một cái dân tộc thì chúng ta không thể nào mà làm nô lệ trên đất nước Việt Nam của mình được. Trần Lộc nói là bất cứ chuyện gì mình làm quyết tâm thì sẽ thành công. Tiền Trường nói là một người dân phải mang theo một chai xăng và một cái hộp quẹt. Nếu nó đánh mình thì mình hãy lấy xăng ra đốt nó để tự vệ cho chính bản thân của mình. Trứng gà, ớt bột, nấm, mắm tôm, dầu ăn. Khi có sự cố là ném, không đến nỗi gọi là bạo động được. Nghe một hồi sao giống vô cái kitchen luôn à. Địa điểm biểu tình ở đâu hả? Mình hoàn toàn không có biết. Bạn nên liên lạc với cha Lý là hỏi là cha Lý là biểu tình ở đâu nha, bởi vì mình hoàn toàn không có biết là biểu tình ở đâu. Mình đã mới vừa nói á, là video của mình lại bạn lại không thấy nữa hả? Hiện tại giờ mình đang nói chuyện mà vẫn không thấy hả? Cho mình hỏi tụ họp ở đâu hả? Thật sự á, là trả lời biểu tình ngày 5 tháng 3, mình nghĩ là những cái thành phố lớn thì sẽ những cái cuộc biểu tình lớn, thành ra các anh chị em phải tụ tập về những cái nơi thành phố đi, có sẽ rất là nhiều người ở đó đó. Chỗ trứng gà thúi cũng hay hả? Thì cũng có nhiều người lên tiếng vụ này lắm, thành ra mà cầm trứng đi một hồi nó cũng bể hết trơn rồi, phải cẩn thận vụ này, mình là cũng bị dơ đi đó, mình chưa chọn nó đã bể hết rồi đó. OK, gửi lời tới các anh chị em, và đó là một cái bài, một cái lá thơ của Tân Hiến Pháp gửi tới cho quân đội, công an và Đảng Cộng sản Việt Nam. Mong là mọi người hãy quay lại với người dân và phải ủng hộ những cái cuộc cách mạng đứng lên của người dân, thì đây là cơ hội cho những công an quân đội có cuộc sống tốt đẹp hơn sau này mà không cần phải bỏ nước ra đi, với lại không có sợ tụi Trung Cộng trả thù khi mà cuộc cách mạng thành công. Thì mong là mọi người chúng ta phải cùng nhau góp tay lại để giành giữ đất nước ngày hôm nay. Đất nước chúng ta rất là lâm nguy và con người Việt Nam chúng ta thì đang bị đầu độc bởi giặc Trung Cộng. Thành ra chúng ta đừng có im lặng nữa, và cái nỗi sợ hãi, sợ thì ai cũng sợ, nhưng mà đừng có gieo cái nỗi sợ hãi vô trong người của mình, nó thấm sâu trong người của mình thì mình sẽ không có làm được cái gì hết. Thành ra sợ cũng phải đứng lên, mà không sợ cũng phải đứng lên. Đây là cuộc sống còn của dân tộc, của chính bản thân mình và gia đình của mình. Xin chào tất cả các anh chị em, hẹn gặp lại vào dịp khác. Bye bye.